Wow, họ có cái cây gì có cái thân bên trong ghê thiệt. Còn có con suối này. Đây ba xịt dưới chân nó hết buông à. Các bạn tiếp hành trình nha. Đây đường xi măng dễ đi hơn. Rồi, phải xin để dân nè, xin dân nè. Đó. Trải nghiệm sao rồi? Mình đạp xe mười mấy cây, bận đi bận về. Là tầm ba mấy cây. Đi hết đường này á là 15 km nhưng mà nãy mình sửa vô đây hết 13 cây. 6 cây. Đi ra là 12 cây. Xuống bến đò xuống gì nữa anh chị? Coi như là nãy giờ đi cũng nhiều rồi. 7. Mười mấy hay. 7 là 14 km rồi, mà cái đường vô này nãy giờ cũng 3-4 km nữa, giờ chạy thẳng dưới kia nữa khoảng hết con đường này 15 km. Đường đi. Hôm nay đi đạp xe khoảng 50 km. Nhưng mà cái đường nó trơn lắm, với lại nó mưa đó. Chạy xe đạp mà vậy là biết rồi đó. Xình không? Nhưng mà đã lắm. Da thở tí xíu. Hết nước rồi. Hết nước luôn. Vô cái cây gõ bắt đầu. Phải đâu? Đường này nè, con đường này nó chán đi tới đâu là tới đó đó. Đây nghe cái mùi dơi, phân dơi. Vô rừng cái đó tối thui. Tối thui luôn, thiệt luôn. Hello. Đây, cây gỗ đây. Trời ơi, cái cây nó bự. Nó cắn chân mẹ. Đâu? Rồi, rút ra rồi. Đang đi cảm giác ngứa ngứa. Tuột ghê á. Đây, cây gỗ bắt đồng đây. Là loài cỏ, loài gõ đỏ. Loài này phân bố ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Brunei và Việt Nam. Thân gỗ cứng. Rồi cái cây gỗ gõ này coi nó bự cỡ gì nè. Đứng gần lại coi đèn coi nó bự bằng cỡ nào. Đứng lại để mình so sánh á. Người mình nó chút xíu à. Đó. Người mình nó chút xíu thằng so với cây này ha. Đó. Cây nó bự đi nè. Cây này chắc giờ hiếm rồi. Một trải nghiệm quá trời là thú vị luôn. Vàng ngàn vất vả vậy đó, thú vị. Đó, chim kêu dưỡng hú, thấy không? Vít cắn tùm lum tà la nãy giờ. Vắt á, thì cắn. Chim kêu dưỡng thú, ngoài kia dưỡng thú dữ lắm.
nay mình đi hiến máu nhân đạo. Đây là vùng đất của thú rừng, mình vô đây mình phải chịu nạp mạng cho nó chứ. Đó, nó bò bò cái ghê thiệt, mấy cái cành cây nó đi bá vô mặt mình á, thế nào nó cũng dính. Chị kia chỉ đi từ từ mà bể vít nó cắn chị, đúng rồi. Ngoài đi tiếp. Thì gõ bắt đồng. Đi tiếp nha. Rồi tiếp tục hành trình đi hướng tiếp, thẳng tiến. Rồi mời mọi người đi tiếp nha. Bây giờ mình đậu xe chút xíu rồi là cái con kia nó bu lại. Có cảm giác là như là nó hết bám mình rồi. Đây. Đây ba xịt dưới chân nó hết bu à. Nó nghe mùi nó bung liền. Đây. Đấy. Đi quên luôn hả? Vô rừng mất phương hướng rồi. Đường trơn nha Tiền, chạy bên hông nha Tiền, chạy giữa nha Tiền. Nhớ trơn đó. Thắng bên trái đừng thắng bên phải là té liền à. Nãy đi trong đường trong rừng vậy mà không té, đi ra ngoài đây té. Đường đây trơn. Thắng bên trái đừng thắng bên phải là té liền à. Đây nè, vô cây đa nè. Kìa. Đây là điểm cây đa độc dao. Wow. Ôi, có cái cây gì có cái thân bên trong ghê thiệt. Đúng là rừng ha. Đây có con suối. Nghe tiếng suối. Đúng rồi. Đó. Đây có con suối này. Rồi trong đây đẹp quá trời luôn. Trơn. Trơn, trơn, nguy hiểm. Đang cái máy này.
Lần đầu tiên đi trải nghiệm đi vô rừng, không nhận nó thích thiệt nhưng mà hơi cực quá. Chuyện này về phải thay lại những cái thiết bị nữa, thiết bị bảo vệ thôi. Nãy đường trơn quá té, đi xe đạp thắng là té, thắng là té. Trời ơi, mấy gạt kìa. Đây này. Đó, cái cây này quá trời thân luôn nè. Wow. Quên, không được đứng chỗ hoài. Phải di chuyển. Không thì vắt lấy nó giấc mình nữa. Đó, quay cho các anh chị các bạn xem khu rừng Nam Cát Tiên. Đi mùa mưa nó cực khổ cỡ nào. Sau lưng mình thì là trăm tuổi luôn, hơn rồi, mấy trăm năm rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô vô cái si trăm thân nữa. Khoảng hơn 10 km nữa mới tới. Đây, cái cầu này. Cái cây này nó ngộ, nó quấn ôm vô cây này. Cái gì vậy? Đó. Vô tới 7 km lên. Suối đá bàn. Rồi đi đường rừng 7 km mới tới. Cái gì là có trâu. Có trâu nữa kìa trời. Có bò tót gì hả? Trâu đi, trâu rừng. Thôi thì sẽ... này mấy cái phân của con thú á, nó ra đây nó ị nè, bởi vì nó hôi rình nè. Trơn thấy trơn ghê không? Cố gắng tăng tốc lại nó trơn. Biết rồi, phải tránh cái hố đó. Đừng có thẳng thắn trước rồi ta. Không, chút mình đi ra hay đỡ hơn, đổ dốc không à. Bây giờ là lên dốc không á. Đường trơn quá, giờ té xe nữa nè. Giờ đi cũng trơn nữa nè. Thôi tới đây mình đi ra tham quan một số điểm đủ rồi, mốt vô bầu sáu ghé nó luôn. Giờ cũng trễ rồi đó, giờ không khát nước quá, không khát nước quá mà không ai bán nước. Công nhận đi bộ thôi cũng trơn, nó ở nó chạy xe trơn ghê luôn. Rồi đi vô sâu nữa không được, đây đó chắc cũng còn vài cây số nữa. Nói chung mình chạy được nhưng mà tại vì trơn cái đường này, cái đường trơn quá mình không có vô trong bầu sáu nữa nên quay ra. Bầu sáu bây giờ không phải đi bộ vô hơn 5 km nữa. Bây giờ cách bầu sáu khoảng hồi nãy ngoài bản nó chỉ là 10 cây đúng không, mình đi khoảng được 6-7 cây rồi đó, hơn rồi, gần tới rồi. Theo cái mình có tải cái Google về thấy, nhưng mà giờ phải đi bộ vô 5 km nữa.
mà trơn. Đợi mùa nắng đi, mùa nắng đi, trong đó nó dễ hơn. Đi nghe là té chứ sao, mình quay đầu lại là mình té theo luôn, rất là trơn, chỉ cần nhích nhẹ ta lấy qua là té. Nhưng mà tại vì hồi nãy mình đi vô cái thác trời á, nó quá xa và đường xấu, chúng ta nãy để sức đi vô đây được ha, nhưng mà đường trơn quá đi té quá chịu không nổi. Té nãy mình bẫy cái cover của cái 360 độ luôn á, chỉ cần các bạn quẹo nhẹ nhẹ cái gì là nó trơn rồi đó, là sượt xe rồi đó. Mấy trời mưa đi vô khó khăn quá. Trời nắng thì vô ào ào mà 15 km đạp xíu tới vậy. Nãy giờ mình đi vô, mình đi vô kia hết 7 km, quay ra 7 km là 14 km. Với cái đoạn đường mà từ ngoài vô trong đó là 3 km, đạp vô đây nãy giờ 6-7 cây nữa, tính nãy giờ cũng nhiều. Bây giờ khoảng 3-4 km nữa tới bầu xấu á, nhưng mà giờ nó nói là phải đi bộ vô 5 km nữa. Mà mưa gì cá sấu á, không biết nó có lên bờ không, không có bay lay cam được luôn nữa, vô làm chi. Đi ra đợi dịp khác vô, khô khô trời khô vô. Báo con khỉ hả? Con gì? Con khỉ hay con gì bự á? Con gấu á. Hả? Con gấu á. Nó mới đây nó bu cái cây này xong cái nó mẹ chạy tới cái nó chạy đâu mất tiêu rồi. Bự lắm. Đây. Bự hơn mình không? Ừ, nửa mình á. Nửa mình nó dài dưới mình luôn á. Dượng á. Khỉ khác, sóc khác chứ sao hai con nó giống nhau được. Ghê ha. Rắn mới bộ được phải không? Bự ghê. Rừng mà khu vực này của nó mình vô mình phá. Mình đi bộ ở trong này á, mình sẽ thấy được mấy con này con kia. Mình đi xe đạp vậy đó khi không có thấy đâu. Đó. Tại mình quay qua quay lại cái ngó lên ngó xuống cái bánh xe nó trượt bên là té. Nhưng phải chú ý. Đi bộ mới nhìn được cái này nhìn được cái kia mới khám phá được. Chứ sao đi bộ nha. Con đường này là không có thú rừng nhiều đâu, thú rừng nó nằm ở phía ngược lại một chút. Cứ thế này à, cái bản đồ á, là đi xem thú đêm á, là nó chở vô trong đó đó. Ý, có con kim trước rồi, đẹp đúng rồi. Đó. Đủ màu luôn. Bây giờ mình đi ngược lại cái hướng khác. Vô cái cây gì? Cây giá tỷ. Hồ bơi nữa nè. Có hồ bơi nữa kìa, hồ bơi cạn nước rồi. Mà khu này khu cắm trại nè. Địa điểm cắm trại ở bên này nè, bên tay trái nè. Mà chắc lúc trước đây nó hoạt động nhiều hơn giờ, sao thấy đóng cửa nhiều quá. Ờ, mùa mưa vắng. Trời ơi. Có mình vô thôi hả? Sao nãy mình cũng thấy khách đông lắm vô. Vậy hả? Không, bây giờ đóng cửa dẹp luôn. Công viên trà hoa vàng Nam Cát Tiên. Sao đâu? À, đây là người ta cho stop rồi nè.
trạm kiểm lâm nè, ngay trạm kiểm lâm nè, vô hỏi người ta coi cái cây cơ nia này kia đâu nè, vô đây hỏi nè. Rồi anh kiểm lâm anh mới chỉ chạy vô 2,5 cây nữa sẽ tới cây cơ nia. Rồi bây giờ vô đây đúng lý rồi, cái này làm ta kêu stop rồi, không cho đi nữa. Anh kiểm lâm anh nói chạy 2,5 cây nữa tới cây cơ nia với cái vườn đào. Cái vườn đào thì mùa này không có bông, tháng 3, tháng 4. Gõ kiến. Thấy rồi, gõ kiến, thằng gõ kiến. Máy mình quay đâu tới. Gõ kiến nãy đẹp thiệt luôn á, đủ màu luôn á nha. Ừ. Mà cái máy mình quay đâu thấy tới được đó, mắt mình thấy được chứ trong máy không thấy nổi. Cái máy chụp hình đó là đó, con gõ kiến á. Trời ơi, đó, chim gõ kiến nữa kìa. Màu xanh. Không mẹ, con này phải gõ kiến đâu, con gõ kiến nữa, nó có cái mồng dài đẹp đó, con này cái mỏ vàng. Màu xanh cánh trắng đen. Chắc cây cơ nia cây đó đó. Chả biết cây cơ nia ở dạng sao. Không có này, không có bóng người để hỏi nữa. Nay vô rừng chơi với thú. Mình đoán thử nha, không biết phải không nha. Cây này chắc cây cơ nia nè. Có gốc cây rồi. Ờ. Có xích đu nữa kìa. Cây cơ nia đúng không? Ờ, chính xác. Vườn đào ở trong đó đó. Bây giờ đâu có bông đâu, vô trong kia chứ, phí sức vậy. Theo mình đoán đúng rồi đó, cây này cây cơ nia đúng không? Đó, cũng có để đó. Phải không? Mà đúng cái này nè. Nó sạc cái mạng phải cây cơ nia không? Đó đó. Bự ha, mà thẳng đứng vậy. Đó, theo thời yêu cầu của chị Thu Bùi này là chạy 6 cây số vô kiếm đúng cây cơ nia cho chị. Lỡ đi rồi. Lỡ đi cũng phải tới chỗ chứ. Đây là cây cơ nia. Dưới bông cây cơ nia. Mệt quá vậy. Gợp bẻ giòn. Té với gợp bẻ luôn. Coi nè người nè, té. Đo đường 2 lần. Ba cũng té 2 lần, mỗi lần mẹ té ba quay lại là dính cái bụp luôn. Quay cái đầu xe là cái là dính liền, nhẹ nhất. Đây là cây cơ nia nha các bạn. Ồ nó có tổ rồng trên kia nữa kìa. Trên kia có trên tay mình chỉ có tổ rồng. Rồi. Nhỏ xíu. Giống như dương sĩ vậy đó. Đó, bạn thấy không? Không có ai, bóng người nữa. Cây cơ nia này bóng lắm, tàn nó mát lắm. Mưa gió lên bờ xuống ruộng luôn á, té 2-3 chập.
Nít con bắt gì đó nó cắn, trời ơi hút máu nãy, đứa ít nhất phải 10 phát. Ê, mai chạy mưa đó, mưa buổi sáng, nguyên một buổi sáng luôn. Hôm qua mưa nữa. Hôm qua mưa nữa, thành ra người ta không có đi. Người ta bỏ tour nhiều lắm. Nên dịch vụ đây, ta đóng cửa, ta không có làm việc. Quầy nước trong này ta cũng giật hết. Nãy trên đường đi là không có chỗ nào bán luôn. Khát quá, phải chạy vòng ra đó. Thôi, chào mọi người nha. Bây giờ là hai chồng mình về. Tạm biệt cùng Nam Cát Tiên, hẹn Nam Cát Tiên ở mùa sau nha. Mùa nắng khô khô chút xíu đi tham quan được nhiều hơn. Ồ, mưa này lợi quá. Ở tại nhà đi thì mới biết được trải nghiệm mùa mưa nó sao. Chứ không đi thì lấy gì biết, đúng không? Đi mới biết. À, các chị, các bạn xem video nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh nha, nếu mà xem từ đầu á.